Chào các bạn, hiện tại mình đang ở vườn quất Nam Phong. Và cụ thể mình đang ở vườn quất Lê Hoàng. Đấy. Vườn quất này mình đi thẳng cầu Tân Phong là tới rồi. Đấy. Năm nay ai chưa mua quất thì xuống xem vườn nhé. Mấy tuần trước mình đi đào nó nở đâu, xong bây giờ nó nở. Nó nở anh. Nắng. Tuần trước cái vườn đào này này, nó đã có cái bông qué rồi. Bài này rất là like. Mấy cái bưởi mình thấy chả đẹp mấy cả. Chưa, còn bên dưới nữa. Đó, dưới kia nó là đào. Mình đi thẳng dưới kia là sau là mình vào rẽ vào trong này này, trong làng này. À. Cái đường này bây giờ là mới to đẹp. Ô anh. Bên kia là đào, đào rừng. Chỗ này bây giờ tự nhiên thành chỗ đóng chậu này. Chỗ này tự nhiên mặt tiền đẹp bao nhiêu. Khoảng chục ngày nữa là những chỗ này thời nào nó bán đầy quất chứ. Giải đầy quất chỗ này. Làm ra cái đường này, chỗ này như kiểu lên thành khu đô thị kia luôn. Xưa đường ở chỗ này đi khổ, khổ bố ấy được. Đường có tí mà sóc ngọn ruộng. Ngoài mua ở vườn quất này. Mua đẹp. Không biết là ngoài đằng kia mua ở vườn quất này. Quất ngoài. Cái vườn công dụng thôi kìa. Nhiều cây to. Vườn công dụng. Cây to khi tặng ra là sẽ vào đâu đã. Anh với bố anh mới hôm qua nhỉ? Hôm ngoái là đâu đi bách này, khoa hay bác trời. Ờ đấy. Uống rượu xong rồi mình đi. Đấy, em nhớ là hôm đấy là sáng đi rồi xong rồi uống rượu xong chiều lại đi. Đúng rồi. Đây, vào đây đi. Nhà vườn bằng đích. Chúng ta bắt đầu review. Có ba. Hôm vừa rồi cái quả bắn pháo hoa kìa. Nó chết. Nó bắn súng ra nó bắn rụng hết cả. Cái gì to này?
Không, đây này. Cây này to. Nhưng mà nhưng mà cây to sao quả bé nhỉ? Nhưng mà quả bé. Quả nó to thêm một tí. Mình thấy có vẻ thiếu lọc, ở trên này. Không thấy có lọc. Thường thì những cây to này đã có người đặt hết rồi đây. Đây là thật sự. Quất này để năm sau chơi đây. Mà cái này, cái này đó. Cái này 900. Vào trong kia xem không? Đâu, cái nào anh? Chữ tư à? Đâu, cái nào? Cái này á? Ưng được mỗi hai cây đấy à? Lấy cây này 900 còn hơn đấy. Cái này quả không to. Một tội một số quả bị nhám đấy mọi người này. Nhám này. Nhám. Đây nào. Nhưng mà nhìn chung thì 900 thì cũng được. Bè thêm mấy bông hoa nữa. Mặt quả khá xấu, nhám đấy. Thì mình sẽ đi ra ngoài kia một tí nào. Đa phần thì những cái cây mà có dán ở đây là cũng đã chọn hết rồi. Đây, như mình đang xem ở vườn cây hoàng lan nhá. Đấy, số điện thoại đầy đủ. Những vườn quất ở đây thì nó cứ liên tục dính với nhau thôi. Đây. Vườn hoàng lan bên kia là vườn Duy Thành này. Nó cũng gần nhau quá. Cái này quả béo ạ. Đây quả bé. Mà nhìn quả bé. Cây này chẳng chỉ độ khoảng 900. À không. Chỉ chắc cái kia triệu, cây này từ triệu hai chín trăm rồi. Cái này 900 nha các bạn nhé. Đấy. Cao thì sao nào, đây như mình đứng đây bằng mình luôn đấy, bằng luôn. Cây này khoảng cao 1m7, lên bầu chậu nữa khoảng 2m đấy. Tất cả đã được giàng hết rồi này. Mặt quả này thì đẹp hơn cái cây 900 kia. Mặt quả này đẹp hơn cây 900. Cây 900 bên kia nhiều quả bị giám lắm. Gọi điện cho người thân chứ nhỉ. Chúng mình phải gọi điện cho người thân. Cây này bao nhiêu thì anh ơi?
tối mẹ luôn. Bà chắc tâm đi. Có nhiều. Chung kết chưa? Nè. Chung kết hay không còn phụ thuộc vào giá nữa. Có nhiều. 1,5 triệu à? Mơn mởn luôn. Rất bình dân. Bằng cái không có đối thủ. Công ty 1,4 triệu nó lại không lợi cho cần cái này. Đây. Đâu? Đây. Cái này 900 đây đúng không? Mình vừa sang một vườn quất khác nha mọi người nhá. Vườn quất này là vườn quất Lê Hoàng. Đấy. Vườn quất này thì mình thấy vườn này to lắm. Các bạn thấy toàn cây to luôn. Bên này chắc toàn cơ quan hoặc gia đình nào có điều kiện. Cây này mình nghĩ cũng phải cây to lắm. Đấy, như mọi người thấy đây. Toàn cây to. Vườn quất Lê Hoàng. Đây. Số điện thoại đây. Bình ơi. Đâu cây nào? Mình thì chọn một cây nhỏ nhỏ thôi, mình chỉ chọn cây khoảng 1 triệu thôi. Hôm nay là chủ nhật, hôm nay mùng 5 tháng 1 dương rồi, chứ chỉ còn khoảng 19 ngày nữa là Tết. Một số cây đã có chủ hết rồi. Thực ra là đây. Đấy. Đâu? Cây này rất hợp lý này bác này. Quả, quả. Cây này bao nhiêu đây? Cây này có 3 mét rồi. Nó hợp với lại cái đàn của mình thì nó tăng. Ngắm thôi, được vườn này là buồn. Lượng vòng dương lượng thấy nhau. Mình vẫn thích quất cái dạng loại dáng kiểu thông. Dáng cây thông, dáng cây thông. Vẫn thích những kiểu này. Ở đây thì nó sẽ đẹp hơn. Cái đấy mình kéo được mà anh. Ừ. Quất này cái này to ăn mà. Chỉ bảo to mà sáng. Sáng. Ông như này bây giờ là làm gì chín quán này, đẹp quán gì nữa, về mà chơi này. Sáng. Nhà nào mà làm nghề thì khoảng chục ngày nữa đánh. Không. Ừ cái đấy thì hơi quá. Cái này chỉ có gọi là để cắt cắt quả để bày lên mâm món quả. Đây này, quá đẹp. Vườn quất Lê Hoàng nha mọi người nha. Đấy. Cho những ai cần thông tin này.